Hello, mình chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm clip cho mọi người xem. Nhưng hôm nay mình không có làm vlog ăn uống hay là cái gì nữa mọi người. Mà hôm nay mình giờ này cũng chiều rồi, mình cũng mới làm về mọi người. Giờ này cũng chiều gần tối. Mà chiều hôm nay mình làm về mình thấy nhớ ba mình với nội mình quá mọi người. Cho nên mình vào đây để mình thăm ba mình với lại nội mình. Mình nói mình thăm ba mình với nội mình chứ mà thật ra là ba mình với nội mình mất rồi mọi người. Mình vào mình thăm mộ thôi. Thì mình mua một chút đồ để mình vào mình thăm ba với nội mình. Phía bên trong đây là mấy cái lán mộ của ba với nội mình mọi người. Bây giờ mình sẽ cùng với mọi người đi vào để thăm ba mình với nội mình nha. Đây là mộ của ba mình mọi người, còn phía bên đây là mộ của nội mình nè. Đây là mộ của nội mình nè mọi người. Mộ ba mình bên đó, còn mộ nội mình bên đây. Ba mình với nội mình được chôn sát bên nhau luôn mọi người. Mình đã thắp nhang xong hết mấy cái mộ xung quanh rồi mọi người. Giờ mình khui nước ra cho ba mình. Ba mình kia mình khui cho nội mình nữa mọi người. Cũng lâu rồi mọi người, mình mới ra mình thăm ba mình với nội mình lại. Thì ba mình mất cũng lâu, khá lâu rồi, khoảng chừng 4 năm rồi mọi người, hơn 4 năm. Còn nội mình thì mới mất cũng gần 2 năm. Nãy mình có mua dư một lon nước mọi người, mình đi uống luôn. Uống đi ba, uống như còn miếng nước ba. Rồi ba mình mất cũng lâu rồi nhưng mà thỉnh thoảng thì mình cũng nhớ nhớ lắm mọi người. Nhiều khi buồn buồn cái mình nhớ lại ba mình, và tiếp theo đó là nội mình mất nữa. Nhiều khi nghĩ nghĩ thì cũng buồn nhưng mà chuyện gì nó qua là cũng là quá khứ thôi mọi người.
Chiều hôm nay mình chợt nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa lúc mà mình còn nhỏ mọi người. Tự nhiên thấy buồn quá cái mình quyết định là mua đồ để ra thăm ba mình với nội mình luôn. Hôm bữa mình có làm cái clip mà đi thử thách 24 giờ trong cái nghĩa trang này nè mọi người. Nhưng mà không hiểu sao mình đăng lên được khoảng 2 tháng mấy 3 tháng rồi đó thì bình thường. Đến khi mình bật kiếm tiền kênh lên rồi thì cái clip đó nó lại dàn tiền mọi người, nó không cho kiếm tiền. Nó tắt luôn kiếm tiền clip đó, mình không hiểu sao các YouTuber khác thì cũng có những cái clip thử thách ngồi nghỉ địa cũng mình không biết là có kiếm tiền được hay không. Nhưng mà clip của mình thì chấm dàn quảng cáo nó vẫn có mọi người, nhưng mà nó không cho kiếm tiền. Mình tắt, mình kháng cáo mấy lần mà nó không cho, mình buộc mình lòng mình xóa luôn mọi người. Cho nên có nhiều người kêu mình thì làm clip thử thách 24 giờ ngồi nghỉ trang. Mình đã làm rồi nhưng mà không có kiếm tiền được mọi người, cho nên mình xóa luôn rồi. Mình không dám thực hiện cái thử thách 24 giờ nghỉ trang nữa. Nói chung là mình không dám quay nghỉ trang nhiều mọi người. Sợ nội dung giống như là có thử thách rồi sinh tồn rồi mà ở trong nghỉ trang cái từ ngữ và lại cái nội dung nó phản cảm quá mọi người. YouTube nó không có cho kiếm tiền rồi sao. Thực sự là mấy hôm như giờ mình đi làm về muộn quá mọi người. Giờ này tối luôn rồi, về làm về muộn quá cho nên quay clip mình cũng mệt quá, nhiều khi mình quay không nổi. Mình cố gắng mình quay được một cái clip thì mình về mà mình xách đồ mình đi làm clip thì ít nhất cũng phải là hơn 8 giờ đêm mới về lại tới nhà mọi người. Làm về 5 giờ mấy 6 giờ chiều mình xách cái alo mình đi làm clip, mình quay, mình chuẩn bị tất cả mình đi quay, đến khi mình quay xong clip mình về có khi là 8 giờ mấy 9 giờ tối luôn mọi người. Rồi mình mới tắm rửa rồi xong xuôi đó, rồi mình ăn cơm xong rồi mình chỉnh sửa cái clip này nọ hết rồi nó rơi vào cái tầm cũng gần 11 giờ, có khi hơn 11 giờ mọi người, rồi mình mới ngủ rồi sáng là 6 giờ kém là phải dậy để tranh thủ nè, chuẩn bị đi làm tiếp mọi người. Nó rất là mệt, nó liên tục vậy cho nên nhiều khi clip mình đăng không có điều, mọi người thông cảm nha, mong mọi người ủng hộ mình rất là nhiều tại vì mình không có thời gian để làm điều clip cho người ta, với lại tiền mình không có mọi người để làm clip đầu tư nhiều cho mọi người xem, thì mọi người cũng thông cảm nha. Giờ này tối sập mặt trời xuống mọi người cho nên quay không thấy, để mình chuyển cái nghĩ sau mình quay cho mọi người xem. Nhiều khi mình nghĩ lại thì mình cố gắng rất là nhiều mọi người. Những cái comment mà của mấy bạn mà comment tích cực thì mình rất là lấy mình làm kinh nghiệm. Mình cố gắng mình quay từng cái clip nó chất lượng hơn cho mọi người xem. Nhưng mà ác là cái điện thoại của mình nó kém không mọi người. Mình cố gắng mình đi làm mình để dành dụm tiền mình mua một cái điện thoại khác nó mới hơn, nó quay clip chất lượng hơn cho mọi người xem. Thì mình cũng không có tiền mình mua nhiều đâu, mình chủ yếu là mua lại điện thoại cũ mọi người. Để cho mà điện thoại cũ mà một loại tốt quá, loại chủ yếu là mình kiếm cái chức năng quay phim thôi mọi người. Để có chất lượng video tốt hơn để gửi tới cho mọi người xem. Chứ điện thoại này quay mờ quá. Đó, quay ngày mình quay thì còn thấy được chứ ban đêm giờ này sập mặt trời xuống là tối thui, là mình bật đèn led lên quay nó rất là mờ luôn mọi người, nhìn không thấy luôn. Nên mọi người xem clip mình hình ảnh không được đẹp mọi người thông cảm nha. Uống nước đi ba. Nhìn khi nhớ nhớ lại ba mình hồi đó mà nghĩ lại buồn mọi người. Hồi xưa ba mình dạy mình nghiêm lắm, đánh mình hoài luôn. Hồi nhỏ mình không biết á, mình nói sao ba mình dữ quá. Rồi sau mình lớn lên mình mới nghiệm ra mọi người. Nếu ba mình không dạy từ nhỏ là lớn lên mình sẽ hư người. Thì cũng nhờ ba mình mà mình tuy là mình không có được thành quả gì nhưng mà mình ít ra mình cũng là một con người đúng đắn mọi người. Nếu mình thấy nhiều người thanh niên mà bây giờ mà thấy mình thấy rất là tệ nạn xã hội rất là nhiều luôn. Mình thấy mình như vậy là đã tốt rồi đó mọi người. Mình không có làm chuyện gì phạm pháp là được rồi. Nói chung là mình sống mình không có thiện với lòng, thiện với lương tâm là được rồi mọi người. Bây giờ cũng muộn rồi,
Mình bây giờ mình sẽ đốt cho ba mình với nội mình một đống lửa ở đây cho ấm và mình sẽ đi về nha mọi người. Mình đã đốt xong đống lửa phía bên kia rồi mọi người. Bây giờ cũng muộn rồi. Bây giờ mình sẽ về, mình kết thúc clip đây nha mọi người. Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Và mong mọi người ủng hộ cho mình nhiều hơn nữa để trong thời gian sắp tới kênh mình sớm phát triển và mình sẽ có nhiều động lực để làm clip nhiều hơn cho mọi người xem nha. Thì mọi người giúp mình là hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Bây giờ mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Bye bye.